Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Dương Tử Giang quý vị. Ngay khu vực chỗ này là nhà lao B5 cũ hồi trước á. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. Thời tiết hôm nay khá là đẹp. Nắng cao quý vị. Mấy hôm nay thì ở Biên Hòa rất là nóng, nóng dữ dội luôn. Những cái lúc đỉnh điểm của buổi trưa nó rơi vào tầm khoảng 37-38 độ, rất là nóng. Đấy, không biết là cái tình trạng nóng này nó kéo dài bao lâu. Thì hôm nay Phú lang thang ở khu vực chỗ này, quay video chia sẻ quý vị, cho quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ ha. Thì đây là một con đường khá là mới ở Biên Hòa. Trong những năm về sau này thì Phú nghĩ là nếu mà ngày xưa quý vị sinh sống ở Biên Hòa mà quý vị rời xa Biên Hòa khoảng cỡ 20-30 năm thì chắc quý vị sẽ không biết con đường này đâu. Đấy, hồi xưa thì con đường này nó chỉ là một cái đường đường đất nhỏ tí à, giống như cái đường mòn á. Rồi về sau khi mà người ta mở ra cái đường Võ 16 rồi thì mới có con đường này. Đấy, cho nên Phú nói là con đường này con đường khá là mới. Và con đường này thì sầm uất lắm quý vị. Có thể nói đây là một con đường mà phố ăn chơi thứ hai sau đường Võ Thị Sáu. Nhưng mà thời gian gần đây thì do ảnh hưởng của cái con cô 21 cho nên là cũng hơi ảm đạm xíu vậy nha. Những cái quán cà phê lớn, những quán karaoke, massage đồ này kia là đang tạm đóng cửa. Chứ còn bình thường thì con đường này nó khá là nhộn nhịp đấy. Đặc biệt là vào buổi tối, đi qua con đường này là sập sình luôn đấy. Đây, ngay chỗ này là chúng ta sẽ có một cái ngã ba đó quý vị. Bên phía bên này là cái đường Phan Trung, hay gọi là cái đường Năm Cũ hồi xưa đó. Giờ đổi tên Phan Trung rồi. Đi thẳng cái đường này xuống là chúng ta ra ngã tư Vincom, ngã tư Lạc Cường. Đó, và đi qua cái đường Võ Thị Sáu. Đây, Phú lang thang ở khu chỗ này, quay cho quý vị xem ha. Đi đến ngay cái khúc ở chỗ này á, thì Phú thấy là có một cái anh này anh bán xôi. Anh này anh bán xôi và thường xuyên là có rất là nhiều người ghé mua. Đây quý vị, hôm nay Phú ghé đây, Phú coi thử coi. Đây nè, đây anh bán xôi. Xôi mặn, xôi lá cẩm đủ thứ. Đây, chú chứ không phải anh. Phú sẽ ghé ở đây xem thử nha. Xin chào chú nha. Chú ơi, con quay đường phố mà. Chú cho con quay chú xíu được không? Không, không, chú không nha. Nên, không nên, không nên. Sao rồi chú? Không nên. Bỏ tay ra. Đâu có sao đâu. Không, không, không. Đấy hả? Đừng có đưa hình ảnh của tôi lên mạng. Xin lỗi nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn chú. Quay cà phê gì vậy? Dạ. Báo nào đấy, báo văn quản cái báo nào đấy. Dạ. Báo văn quản cái báo nào đấy. Đâu phải báo đâu, cháu cá nhân mà. Đi du lịch mà. À. Sao báo? Đấy, thằng em bên báo văn quản bảo chú anh đừng cứ tuần thằng nào. Ok quý vị, Phú lại tiếp tục cái chặng đường ở đây nha. Phú ghé vào, Phú tính hỏi chú ấy một chút xíu, rồi mua xôi ăn, ủng hộ. Nhưng mà chú từ chối. Chú từ chối, chú không muốn quay, cũng không muốn là đưa hình ảnh lên. Cho nên thôi, Phú lại tiếp tục cái chặng đường đi qua cái đường Phạm Văn Thuận này. Đó, quay cho quý vị xem. Thực ra thì người dân ấy, thường thường là người ta có một cái tâm lý là người ta sợ nhà báo. Sợ nhà báo là đưa lên thế này thế kia, rồi đưa lên mạng như vậy, rồi cơ quan chức năng người ta xuống, người ta dẹp.
Không, tại bán thường thường mà bán vỉa hè, bán lề đường như này á là hay bị cơ quan chức năng xuống tay dẹp lắm quý vị. Xuống hỏi thăm xem là buôn bán ở đây rồi có xin phép chưa, rồi thế này thế kia đủ thứ các kiểu. Cho nên là nhiều khi á, có nhiều quý vị cũng hay nói Hú là đi quay những cái hoàn cảnh, rồi những cái người bán hàng rong thế này thế kia, nhưng mà người ta từ chối hết quý vị ơi, ta từ chối hết. Ví dụ như mình mà cố tình mình quay á, thì cái đó là mình không tôn trọng người ta. Thứ nhất là không tôn trọng người ta, thứ hai là cũng rất là dễ gây ra ẩu đả nha quý vị. Tại vì mình không tôn trọng người ta thì chắc chắn là người ta phải dùng bạo lực với chúng ta thôi. Đấy. Cho nên là rất là khó quý vị. Nói chung là Phú cũng không có ý định là Phú ghé vô để quay hay gì đâu. Tại vì nhiều khi là mình mua đồ ăn á, mình mua đồ ăn rồi tiện thể thì mình xin phép người ta cho mình quay luôn. Nhưng mà người ta không đồng ý thì thôi, không đồng ý thì Phú cũng dẹp luôn, Phú cũng không có quay. Bởi vì mà trước khi mà Phú mà muốn quay ở bất cứ một cái địa điểm nào hoặc là một cái nơi nào mà có người, người ta quản lý ở khu vực đó thì cũng phải xin phép trước đó. Ví dụ người ta cho mình quay thì mình quay, còn người ta không cho thì không có quay. Đặc biệt là những quán ăn ví dụ như người ta không đồng ý cho mình quay thì mình cũng không có quay. Chứ mình quay mà quay lén lén lút lút thì thực sự cũng chả được cái gì đó. Rồi Phú lại tiếp tục đi cái chặng đường này quý vị nhá. Chỗ này là khu vực ngã ba Máy Cưa này quý vị ơi. Ngã ba Máy Cưa, đường Phạm Văn Thuận. Chúng ta đi thẳng cái đường này tiến về khu vực trung tâm thành phố Biên Hòa buổi sáng ngày hôm nay. Thì ngày nào Phú cũng đi ra đường, cứ vòng 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 ngoài đường nè, quay cho quý vị xem. Có cái gì mới, gì hay thì Phú quay luôn, Phú chia sẻ với quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Bây giờ là khoảng hơn 8 giờ sáng quý vị. Con đường cũng thấy khá là vắng vẻ. Nhà cửa hàng hai bên đường khá là vắng vẻ. Người đi ngoài đường thì đông đó, nhưng mà các cửa hàng cửa hiệu thì vắng lắm. Có lẽ là vẫn còn sớm quá hay sao, tại vì 8 giờ hơn 8 giờ rồi. Vẫn rất là vắng. Lê que một vài cửa hàng người ta mở cửa thôi. Đây, cái này qua cái đường rẫy xe lửa. Ngay khu vực chỗ này là khu vực khách sạn 57 này. Khách sạn 57, khách sạn Đồng Nai bây giờ. Đó. Trong này đang sửa chữa tiếp. Tiếp tục sửa chữa. Chắc là để mở rộng đấy, quý vị thấy không? Các cửa hàng cửa hiệu ở đây đóng cửa hết. Đóng cửa hết. Nhìn nó quá là chán luôn quý vị ha. Nhìn có vẻ nó thê thảm vô cùng. Nhiều khi không biết là có bán được hay không, nhưng mà nếu mà có mở cửa ra đó thì nhìn cái con phố nó vẫn có vẻ sầm uất hơn quý vị. Chứ còn nếu mà cứ đóng cửa như này thì nhìn nó điều hưu lắm. Đây, chúng ta đến ngay khu vực ngã ba Vườn Mít này. Phú chờ cái đèn đỏ cả nhà.
Nếu mà chúng ta đi từ hướng đường Nguyễn Văn Thuận lên, Phạm Văn Thuận lên thì chúng ta sẽ đi ở bên ngoài đường này. Còn nếu mà đi từ đường Nguyễn Ái Quốc lên thì chúng ta sẽ chạy đường bên trong các vị. Đấy. Tới chỗ này bây giờ Phú sẽ qua đường này. Qua đường Phú đi vào cái đường 30 tháng 4. Đấy, ôm theo cái công viên đài kỷ niệm ở chỗ này. Phú sẽ đi vào cái đường 30 tháng 4, đường Trịnh Hoài Đức ngày xưa. Đó. Đây là công viên đài kỷ niệm. Còn bên phía bên này là bồn nước Biên Hòa, huyền thoại. Đây chúng ta bắt đầu rẽ vào cái đường 30 tháng 4 nha quý vị. Cái đoạn chỗ này là nó thuộc phường Trung Dũng quý vị. Đường 30 tháng 4, phường Trung Dũng. Phường Trung Dũng này thì nó bắt đầu là từ cổng 1 đi xuống hết cổng 2, vòng qua xuống đường Dốc Sỏi và trong ga các vị, và phường Trung Dũng ha. Đây, trường Ngô Quyền nè. Trường Ngô Quyền này là Phú có nghe một số cô chú anh chị chia sẻ là lịch sử của trường Ngô Quyền ngày xưa là không phải nằm ở chỗ này quý vị, nằm ở tút tút ở gần dưới khu vực chỗ nhà thờ Biên Hòa bây giờ. Quý vị thấy không, con đường này cũng vậy, điều hưu thê thảm, vắng hoe, các cửa hàng này, quán xá ở đây đóng cửa sạt, chả có ai mở cửa cả, vắng vẻ vô cùng. Đi dạo một vòng cho quý vị xem cái quang cảnh đường phố buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sắp sửa đến cái khu vực công viên Viên Hùng rồi. Để Phú ghé vào, Phú thay cái công viên máy quay đã. Và sẽ tiếp tục cái hành trình đi những khu vực khác quay quý vị xem. Cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nha.